Cái con đại ba lộ thua chỉ một cái mũi thôi à? Nè anh chị à, làm lại đi. Ê, đang làm việc đó, cái lò có ngựa. Chưa tới một giờ chắc cũng chưa nghỉ được. À, xin lỗi xin lỗi, mình làm lại từ 2500 nha. Được, làm lại. Nè, đổ đây giùm tôi. Biết rồi. Nè, chưa gì hết xong mau vậy? Xài nhiều quá mợ. Alo, đã nói lại ở cây xăng không có đừng nói điện thoại. Làm gì có đàn bà chứ. Không tin nè, em không tin hả? Nè, nói giùm đi. Quên nè, tôi không phải là tư đồ đâu, tôi là đàn ông đó. Là thứ đàn ông không có thích đàn ông. Bây giờ đang ở cái trạm xăng mà tư đồ đang làm việc, không rảnh nói chuyện. Vậy đi ha. Nè, cảm ơn nhiều. Thì ra bà xã của anh cũng tốt lắm chứ, đều dính cứng ngắc. Tiểu Tuyết, anh đã hứa với em, đến khi anh kiếm được ông nội của anh nhất định sẽ trở về kiếm em. Leon, nhưng em sợ lắm. Khi anh trở về thì đã trưởng thành, anh không nhận ra em nữa. Tiểu Tuyết, em yên tâm, anh nhất định sẽ trở về đây kiếm em. Em tin anh đi. Leon, Tiểu Tuyết, Leon, Tiểu Tuyết, Leon. Tặng món quà để làm kỷ niệm là được rồi. Thiệt ngu ngốc. Tức chết đi nè. Kết quả như vậy, quất cho nó vậy coi, thì nó sẽ qua mặt được người ta rồi. Ây da. Báo cáo kết quả của chụp ảnh ra sao? Theo như chúng tôi thấy được, bảo đảm thắng được, vượt qua đại anh hùng chỉ trong gang tấc thôi. Ê, cuốn băng của trận hòa cấp 4 lận hấp dẫn lắm. Ê, mình coi chung nha. Ây da, coi 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 cái khỉ gì chứ. Bây giờ bà không thấy tôi đang bận rộn hay sao? Ê, cái đó đã thu rồi, từ từ coi. Cuốn băng này ngày mai trả cho người ta. Ê, ê, hay tụi mình cùng coi chung. Bây giờ mấy cuốn phim xét giữ dần tới đâu thì cũng tốt. Một đời tôi 99. Nếu để tôi mua trúng, tôi sẽ phát tài liền đó. Dĩ nghiệp. Coi 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 cái con khỉ gì. Chỉ là ba cái thứ che đầu che đuôi. Có cái gì đâu mà coi chứ hả? Ở công ty bà coi không có đã hay sao? Nè nè nè, cũng tại mấy cái phim nhàm nhở này đó, làm cho tôi bị thua cá ngựa. Tôi đang chở cá ngựa mà coi mấy cái phim này xui lắm. Đó, em thấy đó. Từ cái lúc làm thằng này ngựa cho tới bây giờ tôi cứ theo nó mãi à. Thiệt là vô lý mà. Cái kiểu gì càng ngày càng tệ à. Anh có cảm thấy hai vợ chồng ổng bả kiểu trên giường nghe dâm đảng hơn là tụi mình nhiều?
Đương nhiên rồi, hai người họ, một người trước khi làm đài ngựa, một người thì làm vũ nữ đó mà. Cũng đúng, bình thường cử động của họ cũng giống như là Hà Tiện lắm. Hèn chi họ giữ khách của mình hết. Vì nếu như chúng ta gia tăng luyện tập, chắc chắn theo kịp họ mà. Khi nãy ăn khuya no lắm hả? Đâu có. Vậy không có nghĩa là ăn no rồi thèm tầm bậy. Anh làm gì đây? Em có hai vấn đề muốn hỏi anh. Ngày mai thứ mấy và đi làm mấy giờ? Là thứ tư, 9 giờ. Thì phải, làm gì được. Đừng có như huấn luyện quân sự mà. Được rồi, làm đi. Anh làm gì vậy? Thì cứ làm như là em trên khi nãy vậy, còn đợi gì nữa. Anh cảm thấy hứng lắm hả? Vậy thì được rồi. Cái giọng của em khi nãy cũng dâm đãng lắm. Từ nay sử dụng cái giọng như vậy, phải bắt chước cái tụi Nhật Bổn, làm như là thiệt, vậy nghe mới hay. Ngủ đi. Hả? Thôi ngủ đi. Tắt truyền hình. Là anh tới rồi. Anh có em không? Yêu. Yêu thì hôn cái đi. Vậy hồi sáng anh yêu em nhiều hơn hay là bây giờ nhiều hơn? Thì cũng yêu bằng nhau. Em muốn anh yêu như hồi sáng này vậy. Quên nè, anh đói bụng quá đi, cho ăn cái gì trước để. Em là đồ ăn của anh đó mà. Thôi đi, đàn ông thì khác đàn bà mà. Đàn ông đó thì phải bỏ ra rất là nhiều tinh lực đó. Em muốn anh cho em hết tinh lực của anh. Hả? Thôi à. Tôi còn tưởng đâu cái con trai thơm lớn càng già chạy càng hay. Nếu nó về sớm á thì tôi trúng hai ba vé một lượt rồi, cả mấy chục ngàn đó. Đừng có nhắc nữa, đúng là đồ súc sanh mà. Vừa phí lộ trình lại đúng mức tôi mua. Ai ngờ lại báo hại tôi bị thua hết mấy ngàn đồng. Cái gì? Anh thua tôi mấy ngàn lần hả? Sao anh nói với em là thua chỉ có mấy chục? Xin lỗi nha, tôi về trước. Ê, trả tiền. Bao nhiêu tiền? 22 đồng rưỡi. Không quen, đâu có biết ổng là ai. Không quen mà nói chuyện nhiều như vậy. Sao ở nhà không thấy anh nói nhiều với em? Không, thấy ông cầm tờ báo đua ngựa thì cũng là đồng đạo thôi. Mấy người đàn ông các anh nha, không quen mà cũng nói chuyện được. Đàn bà không quen thì lại lăng nhăng với nhau. Cảm ơn. Đàn bà các người thì giống nhau, cái chuyện nhỏ như sợi lông cũng xé ra cho thiệt to. Anh muốn chết đi sao hả? Úi giời. Thưa ông, 42 đồng, cảm ơn nhiều. Nè, tôi đâu có mua mấy cái thứ này. Mua bia được tặng đó. Mua bia mà được tặng áo mưa, ngộ vậy. Không lấy hả? Bỏ xuống đi. Tôi thấy em già lớn tuổi rồi á, chắc không có dùng tới. Sao lại không dùng? Tinh lực của tôi còn tràn đầy đây nè. Càng nhiều càng tốt đó. Và bây giờ đã trở lại thời gian của lãng mạn phong lưu. Amy à, cô có biết là theo một điều tra và nghiên cứu, bây giờ người ta đã phát hiện ra người Hồng Kông đối với sinh lý thì là không có lãng mạn chút nào. Tôi cũng có coi qua báo cáo mà anh vừa nói. Trong đó còn nói là nếu như mỗi một cặp vợ chồng mỗi tuần có thể gần nhau 3 lần, khi nhìn vào người ta sẽ có cảm giác là trẻ lại được 10 tuổi. Nghe thì có vẻ như là hấp dẫn lắm. Thiệt là có vẻ hấp dẫn đó. Được vậy thì tốt. Khổ cái là giờ của tôi chỉ giao dịch vào ngày thứ bảy mà thôi. Mỗi một tuần lễ 3 lần, cô ấy cần phải đi làm thì được. Làm rồi sẽ ngủ quên liền. 3 lần. Sợ ít quá vậy. 3 lần. Đã lâu rồi không có. Tưởng còn là tuổi thanh xuân hay sao? Tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử xin cứu em. Bà phù thủy muốn bắt em qua thứ ba từ để thành hôn với quốc vương đó. Tiểu công chúa hãy ngoan ngoãn mà đi theo ta đi. Ây da, tiểu công chúa không cần phải sợ đâu, anh tới cứu em nè. Một phù thủy hung dữ kia, đi chết đi. Vô địch kim xà kim. Tiểu hoàng tử.
công chúa hạnh phúc. Chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc. Các tập 19 hết. Cái ông hoàng tử này đụng tới là ngưng luôn. Nè, lúc nãy khi mà chị kêu tiểu hoàng tử hôn em đi, vẻ mặt của chị như là say đắm lắm đó. Cái mặt của chị có vẻ thèm khát lắm. Có phải dạo này anh Dĩ không biết điều, không có hôn chị hả? Cần tôi phản ứng cho anh biết không đây? Cái thằng quỷ sứ, không phần lớn nhỏ, quen rồi lầm tới. Cô tình tôi kêu vợ của anh ban cho anh lệnh cấm, cấm luôn cái miệng với tiện của anh. Lệnh cấm gì đây? À không, bên Mỹ ba cái vụ bên Mỹ đó. Nè nhanh chút đi, còn mấy tập chưa có làm đó. Anh Dĩ à, xong chưa? Đợi một lát đi, khoảng 30 phút. Vừa nhắc Tào Tháo tới nhời. Ê, vào phim đó. Các anh chị nhanh lên đi, công ty đang cần. Làm sao mà như vậy được? Bộ tưởng đơn giản như là lên giường xuống giường hay sao? Thì phải, uống miếng nước chắc cũng được cho. Ok. Ôi da, ai gì hả? Cần gì phải gắn bó như vậy, gặp em một chút cũng không được. Alo. Thiệt ra làm cái nghề này của chị cũng cực quá. Rõ ràng là không có miệng mà cũng ráng kêu. Bởi vậy, để chị còn tưởng là chúng tôi kiếm tiền dễ lắm. Còn hiểu sao phim xếp lại được hoan nghênh như vậy. Bây giờ còn thêm ba cái VID với lại cable, cùng với sân khấu nữa. Cho nên càng lúc yêu cầu càng nhiều. Tốt thôi, có nhiều việc làm. Hai chị có đồng ý là đàn ông họ yêu mình và họ đụng tới mình có thể là đối lập với nhau? Không đồng ý. Từ câu trả lời của chị tôi đã có kết quả rồi. Cái gì? Chị Tuyết, chị có nguy cơ rồi. Tại sao? Tuy là chị cùng với chị Quân có thể trả lời tôi tức khắc, nhưng mà rất rõ ràng tâm trạng và sắc thái của hai người đều khác nhau. Nhưng chị rất có tự tin để trả lời. Nhưng mà chị, cái mặt của chị đã nói cho tôi biết, ảnh lâu rồi không có đụng đến chị. Còn gì ông chạy tôi mập? Coi tôi nè, bao giờ tôi cũng duy trì thân hình kích thước như vậy. Mặc áo thì không phải, mặc ít một chút cũng có cái dáng đẹp, lúc nào cũng có sự kinh ngạc. Thiệt ảnh lâu rồi không đụng tới chị. Khờ quá, tối qua mới cùng với chồng của tôi ấy ấy đó. Lúc đó tôi nhìn mặt của chị thì không giống. Mấy cái này làm sao thấy được, đừng có nghe con nhỏ đó nói. Ê, ăn cơm chưa? Đợi em ăn chung nha. Thôi đi, anh đã hẹn với Tuấn. Đi chung đi, đâu có phải là em không quen ảnh. Ai, đêm nào cũng ăn cơm với em, chán quá à. Ây da, mắc đáy quá. Lát Gia Tuấn tới, kêu nó đợi anh một lát nghe hả? Ồ. Ây da, làm ơn đứng qua một bên đi. Đàn ông mới là như vậy, chưa tới phút cuối cùng thì không chịu đi. Ui, thiệt bề bối quá, áo cũng bỏ quên. Thì là túi người thay à, ba cái túi người thay. Vậy thường thường đàn ông để túi người thay chỗ nào? Cái câu này hơi khó trả lời đó, nhưng mà hình như cũng rất đơn giản. Túi người thay đương nhiên là để ở chỗ thuận tay nhất. Nghĩa là chỗ nào? Thì là để trên đầu giường đó. Có khi nào để ở chỗ gần với họ nhất? Ý của chị muốn nói là để trong túi quần hả? Cũng có thể lắm. Thì mấy lúc muốn đi chơi gái đó. Vậy còn có cái nào có thể nữa không? Nghĩ chắc là không còn.
Vừa rồi đi đái quên rửa tay, tôi rửa tay nha. Làm gì vậy, đứng như con gà mái? Anh nói gì? Gà mái. Anh thích gà lắm sao? Ây à, nói cái gì đây, không đầu không đuôi. Đi được chưa? Được, đi đi. Đi đâu? Ở kia nãy anh nói với em rồi, chuyện đàn ông mà. Đi đi. Đưa cái áo đây. Ăn gì? Đậu hũ kho thịt heo. Còn anh, phở xào thịt bò. Nè, ở trong phòng chuyển âm á, thì ăn đậu hũ kho, ra ngoài đây thì cũng ăn đậu hũ kho. Anh thì đúng là trùng tình quá ha. Tại kêu quen rồi, không có cần suy nghĩ, anh cũng vậy mà. Ngày nào cũng phở xào thịt bò. Cái gì một tuần ăn một lần thôi, nói lại vấn đề chính đi. Anh nghĩ tới đâu rồi, mỗi năm dây được một đồng, hả? Nè, tôi đâu có được đâu. Nhìn mặt thì nói là không được, nhưng giọng nói thì được rồi. Vậy khác gì làm đi được. Đường dây 113 người ta gọi tới thường lắm hả? Ở Hồng Kông cười người nghèo không có ai cười làm đĩ đâu à. Huống chi bây giờ chúng ta chỉ dùng giọng nói thôi, đâu phải làng cướp ăn trộm sợ gì chứ, phải không đi? Hơn nữa Tư Đồ nó khùng lắm, nó có môn bài an toàn mà. Nè, câu lạc bộ giúp vui, tiền của đàn bà thiệt dễ kiếm. Nè, bộ làm được sao? Đương nhiên rồi, cả ngàn đồng một đêm lận, còn có thể được hôn đàn bà, anh còn muốn sao nữa? Hay vậy đi, ngày nào rảnh tôi tới coi thử. Nhớ, đừng để cho bà gặp cái tôi biết nha. Đương nhiên rồi, không thành vấn đề. Được rồi, cho anh thêm chút thời gian hả? Hả? Lại nấu canh rồi. Đêm nay anh không có về. Hả? Coi chừng hai đứa nhỏ đi. Ê, cái bọn đàn bà thiệt là phiền quá. Vợ lớn hả? Vợ ba đó, bà kêu tôi bỏ bà hai đi. Họ thì là phiền phức quá. Cũng may là tôi cũng sung. Tôi cũng phục anh luôn. Đi làm xây cất, thu nhập không có được bao nhiêu hết. Vậy mà có thể nuôi ba bà vợ và ba đứa con. Tôi chỉ nuôi hai bà thôi đã mệt muốn chết rồi. Đương nhiên có người giúp tôi rồi. Ai tốt vậy? Chánh phủ Hồng Kông. Anh cũng giỏi thiệt. Ôi, người không phong lưu uổng thiếu niên. Đợi già rồi mới chơi hả? Khổ một cái là bà nào cũng đeo tôi cứng ngắc hết trơn hết trội à. Thiệt là phiền. Bây giờ tôi mới hiểu được đó. Đa thê phụ nữ, ý nghĩa của cái câu này. Wow, thiệt khó ăn quá đi, ăn không hết. Ý, đâu quên đèn thuốc lá? Tôi có. Wow, anh cũng giỏi thiệt ha. Cũng bắt chước người ta, vợ lớn và bé có đủ. Nè, lúc mua bia được tặng đó thôi. Hả? Mua bia được tặng túi người thay. Ai đời sống khổ quá, lấy xài đi. Áp lực đời sống cao, anh lấy đi phòng thân đi. Được. Cảm ơn. Ông Đàm, bà Đàm à, xin chào. Chào. Xin chào. Hộp thư của hai ông bà đã đầy nhóc mấy ngày rồi. Nếu như không lấy thư, đầy quá nó rớt ra ngoài người ta lấy mất đồ. Cảm ơn. Hơi đối diện với sự thật đi. Thì ra trên đời này cái mà mình sợ nhất là mở cái cửa của hộp thư. Thư nào cũng đòi tiền hết. Ây da, đã quên đem điện thoại rồi. Anh trở lên lấy. Sao dụng vậy quá vậy? Không phải của mình. Ơi, còn nói là quên đem. Điện thoại trong này mà. Mang bệnh luyện kháng, cô ta đã nhìn nhận rằng từ tháng Giêng cho tới tháng 3, cô ta đã tiếp khoảng 100 khách ở Sasebo. Bây giờ chính phủ Hồng Kông xin khuyến cáo dân chúng rằng tất cả những người nào đã đến Sasebo để kiếm gái mãi gầm, hãy đến trình diện với cảnh sát. Hey, anh thiệt là không hiểu, tại sao cái bọn nào ông ngu quá đi à? Có lý nào đi chơi gái mà không mặc áo mưa chứ, không sợ chết hay sao? Ý của anh nói là bọn đàn ông đi chơi gái không sợ chết, hay là lúc đi chơi gái không có mặc áo mưa là không sợ chết? Thì cũng giống nhau thôi. Nếu như sợ chỗ đó áo mưa không có được an toàn,
thì tự mình đem theo đi, đâu có mắc gì. Bây giờ Thành Thành đem theo hả? Không biết, cũng may là vợ của anh tốt, lại biết người thầy, anh không cần dùng mấy cái thứ này. Đúng là có vấn đề. 70. Xin chào cô. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chỉ còn lại một cái. Còn hai cái kia đâu? Mà một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Chào cô, tôi là Hào Nam, năm nay 25 tuổi, cao 1m70. Được rồi, kiểu này có vẻ hơi cứng rắn đàn ông một chút, nhưng tôi quyết định vậy đi. Tới đâu hay tới đó mà. Tới làm cái gì nữa đây? Anh làm cái gì đây? Cần dùng hả? Cô em kìa, giống như là con ếch đang phình bụng vậy đó. Mặc đáy hả? Đi đáy đi, đi đi đi. Khoan đi. Lại có chuyện gì nữa đây? Cái đồ đó đã đi đâu? Cái đồ gì? Anh không rảnh nói với em đâu, anh còn phải đi làm đó. Anh có cần tôi nghe giùm anh không đây? Khỏi cần nghe, anh làm tôi tỉnh ngộ rồi. Bắt đầu từ giây phút này tôi cho bay hết. Có thiệt không hả? Nè, chút chanh này nữa đó. Được rồi, im lặng thì biết rồi. Nè, có đồ tặng cho anh, coi như chia tay cũng được, làm lại từ đầu cũng được. Wow, mua đồ được tặng áo mưa hả? Vậy thì tốt quá. Nè. Nè, để dành cái phòng tân đi. Nè, quyết định gì nha? Được, nghĩ làm điện thoại cho anh. Má à má, con đói bụng quá. Nè nữ à, con đợi một chút đi, bà của con sẽ trở về liền mà. Má, bà có phải cũng giống như lần trước hay? Sorry, làm lại. Cắt, làm lại đi. Lần trước vậy, lượm được đồ ăn mà không chia cho mình ăn không hả? Con khờ quá, không có đâu. Bởi vì ba của con đói bụng, mới ăn đỡ mấy trái chuối cho đỡ đói bụng thôi. Con coi kìa, ba của con đã về tới rồi. Hay quá, có đồ ăn rồi. Sao anh đi cả ngày rồi mới về? Lại không có đem đồ ăn về nữa. Đáng lý là như vậy, anh đã kiếm được một con hải chuối về rồi. Nhưng mà sau đó thấy con chó này thì tội nghiệp quá đi, cho nên đã cho nó ăn rồi. Có phải là chó cái hay không? Đúng, sao em lại biết vậy? Đàn ông mấy người là như vậy mà. Mặc kệ ở nhà có lớn có nhỏ đang đợi mình. Quỳ, em nói gì đây? Không nói nữa. Súc sành, đúng là súc sành, không có tánh người. Cắt. Tuyết à, không có hai câu này. Nhét đại vô hả? Cũng có ý nghĩa lắm. Nè, hôm nay làm cái gì vậy? Cứ rớt miệng hoài. Tất cả nghỉ 10 phút đi. Tôi xuống mua báo cá ngựa nha. Tôi cũng đi.
làm xong chưa? Chưa. Hôm nay tôi bị rớt miệng hoài. Một tiếng sau mới tới lấy đi. Cái gì? Đàn ông ở trong trường hợp nào không nghe điện thoại của đàn bà hả? Lúc trước có ba cái, bây giờ chỉ còn lại một cái, nghĩa là đã dùng hai cái. Số điện thoại bạn đang gọi chưa có được không? Xin hãy gọi lại sau. Ổng làm hai lần cùng với một người đàn bà, hay là hai lần cùng khác người? Không ăn nữa hả? Sao lại không? Bỏ xuống. Xin lỗi, nếu bà không ăn nữa thì tôi thu dĩa. Xin lỗi. Sao lại không ăn? Cho dù tôi không ăn, không có nghĩa là anh phải đem đi. Tôi trả tiền rồi, là của tôi. À, thưa cô, ăn xong rồi hả? Tôi thích chị nhiều lần cái ăn. Dù là mỗi tuần chỉ ăn có một lần, nhưng cái đó vẫn thuộc về của tôi mà. À, xin lỗi nha. À, thưa cô à, có cần thêm cơm không? Đem nó đi, bao nhiêu tôi cũng ăn hết. Tôi vừa trẻ là vừa đẹp, tới bao nhiêu cũng nuốt hết. Không được, không để cho bọn nào qua bạn. Nè anh Hờ, xin hỏi hôm nay đổ xăng có tặng bếp bì hay không? Xin lỗi nha, đã tặng ra hết rồi. Hả? Tặng hết rồi? Đúng. Lần sau tới sớm một chút đi. Chị. Tôi đâu? Anh giỏi lắm. Anh không nghe điện thoại của tôi. Xin lỗi nha. Nè, anh đang làm việc mà. Nếu muốn nổi điên đó thì chờ nghỉ làm đi. Bây giờ tôi nói cho anh biết là tôi bỏ anh, chứ không phải anh bỏ tôi đâu. Cái hộp này tôi tặng cho anh và người yêu mới của anh. Không cần đâu. Hộp này cô cất để xài đi. Tôi á, tự mình cũng có nè. Nếu mà cảm tình tốt đó thì một cái cũng đủ rồi. Tại sao lại khó chứ? Phần này không phải em phụ trách sao? Quỷ của mày thì không để ý. Đợi chút đi, sắp đến rồi. Ai gì à? Lại về hạn gì? Tôi mua nhiều lắm đó. Ý, cờ bạc không được, thì nhờ việc làm đi. Cờ bạc chưa chắc đã thua. 10:40 rồi, khi nào mới lên được đây? Tôi bây giờ mới hiểu được tâm trạng của những cô gái chuẩn bị đi trước khách. Hey, đừng chút đi, sắp tới giờ rồi. Nè, già rồi mà còn làm mấy cái chuyện này, coi bộ không thất đức hay sao? Anh nói như vậy không đúng đâu nha. Đây là ngày mới tình hình, có biết hay không? Đã giúp được cho nhiều người bị thất nghiệp, kiếm được miếng ăn và kiếm con đường sống. Tư đồ nói không sai, mình đâu phải là buôn bán thể xác chứ, nhờ cái miệng kiếm ăn thôi. Cả 1.000 đồng một đêm, kiếm ở đâu ra? Nếu mà ở trong nghề giọng được hay thì mới được ưu tiên. Nếu như không hả, xếp hàng cũng chưa tới phần của các anh đâu. Nè, mỗi một đêm phải tiếp bao nhiêu người? Mấy vụ này coi bộ hơi khó nói, coi thử có may mắn hay không. Hả? Alo. À, 1 phút sau tới liền. Vậy nha. Lên được rồi. Lau mồ hôi tay chi vậy? Đã mơ thắng ngựa xong chưa vậy? Như vậy, đi lên. À đúng rồi, nhớ là phải tắt hết điện thoại nha. Quỳ khoan đã. Chi, anh nói là nghe điện thoại thôi mà. À, bây giờ như vậy, thôi đừng nha, ép người ta làm đĩ thất đức lắm đó. Anh hai à, thân thể của tôi trinh bạch đó, không có phản bội linh hồn đâu nha. Không được, không được. Nè mấy ông kia đứng tránh qua đi, cản đường hả? Nè, hai người đó nha, đừng có làm mất mệt.
Ê, ba ông chủ tới chơi hả? Kiếm ba cô à? Không, tôi không phải. Được rồi, nhưng tôi đã có hẹn với anh Chiêu. Anh Chiêu hả? Anh Chiêu chào người ta đi. Anh Chiêu thấy đủ mặt hả? Làm gì? Làm gì? Ê, kinh tế xuống thấp, thu nhập xuống thấp, còn dư ra nhiều, cho nên nghĩ ra việc làm thêm thôi. Thì không ngờ phản ứng quá tốt đi. Chào cô, đường dây tâm sự đàn bà. Tôi là Michael, năm nay 24 tuổi, cao 1m75, cân nặng 185 pound. Thói quen là kiện thân, đọc sách và thích chơi bowling. Còn cô tên gì? Ý, anh tên là Michael hả? Chồng của tôi cũng tên là Michael. Sao ngồi vậy? Phải ha, có lẽ đây là duyên phận của chúng ta. Tôi quên nói cho anh biết, tôi tên là Quyên Quân. Quyên Quân, cái tên nghe hay lắm. Cô có gì muốn nói với tôi đây? Thật ra đây là lần đầu tiên tôi gọi số điện thoại này. Tôi cũng không biết phải nói sao mới phải. Vậy tôi cũng không giấu gì cô. Tôi cũng là lần đầu tiên nghe những cú điện thoại này. Thật ra thì cô có thể từ từ nói. Nè, càng chậm thì càng tốt. Thật ra thì vấn đề giữa cô với bạn trai của cô đâu có gì lớn đâu. Sao lại không lớn? Đi sao tới đã gì sân lâm lận? Tôi đâu có vui nữa mà đi. Đối diện với thứ đàn bà này tôi không có hứng thú được. Cô Quỳnh nè, hãy bình tĩnh lại đi. Hỏi thật nha, cô đủ 18 tuổi chưa? Alo, đường dây tâm sự đàn bà. Tôi tên là Pila, năm nay 24 tuổi. Khoan đã, năm nay anh mới 24 tuổi sao? Anh trẻ như vậy làm sao hiểu được tâm sự của tôi? Có ai lớn tuổi hơn chút không? Có mà, có. Cô đợi một lát nha. Alo, tôi tên là Kính. Cô tên gì? Tôi kết hôn đã 3 năm rồi cũng không có gì. Nhưng mà trong nửa năm gần đây... Thật ra cũng không có sao đâu. Cô có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì. Từ từ nói đi. Không biết tại sao trong vòng nửa năm gần đây tôi không còn ham sinh lý nữa. Nhưng mà ảnh đêm nào cũng thèm hết. Còn mua mấy cái VCD phim sách cho tôi coi. Mua mấy cái áo ngủ rất là sexy cho tôi mặc. Tôi là vợ của ảnh, đâu phải là điếm đâu. Hay là cô nói cho tôi biết, dạo này thì hai người có cãi nhau về chuyện gì không đây? Khoảng một năm trước, cũng vì vấn đề sinh con mà chúng tôi đã gây với nhau. Nhưng mà gây nhau xong rồi thì chúng tôi cũng làm lành. Bây giờ thị trường thế nào chứ? Tiền lương cao, có tương lai, lại có cư xá để ở, còn làm cái gì nữa? Này nè, con không cho anh làm, giới thiệu cho tôi làm đi. Đại di sơn sơn như vậy, anh có nói qua, ngày nào anh cũng muốn gặp mặt tôi. Nếu muốn mỗi ngày gặp mặt thì ăn mì gói đi. Bất cứ tuổi tác nào cũng phải có đời sống sinh lý bình thường. Bây giờ cô chỉ mới 40, đâu có lý do nào mà cảm thấy xấu hổ. Chồng của tôi, anh cứ khéo diện cớ, 3 hồi thì nói mệt, 4 hồi thì nói cần phải họp. Thật ra không biết có phải anh chê tôi già hay không. Phải, tôi quên nói cho anh biết, chồng của tôi chỉ mới có 35 tuổi. Lâm, đây không phải là vấn đề tuổi tác, mà vì vấn đề áp lực của đời sống thôi. Nói chuyện với anh xong rồi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn anh. Nếu như cô có vấn đề gì khác thì cứ việc điện thoại cho tôi đi nha. Tôi đã hiểu hết rồi. Anh à, anh tên gì? Đàn bà con gái, hỏi nhiều làm gì? Tôi biết phải làm sao rồi, cảm ơn nhiều. Nếu cô còn vấn đề gì khác thì cô cứ điện thoại cho tôi nha. Bye bye. Đường dây tâm sự đàn bà, có gì giúp được cho cô đây? Đi bộ cả ngày rồi thì là mệt gần chết. Tại sao tốn tiền để mua nhiều đồ như vậy mà tâm trạng vẫn chưa có bình phục? Tôi thì hối hận đã mua quá nhiều đồ. Có thể nào chia giùm tôi bớt 30% hả? Không được, tôi phải điện thoại cho ảnh một lần nữa. Để coi có thiệt ảnh không nghe điện thoại của tôi. Vậy mình cũng điện thoại đi nha.
đã chuyển qua hộp thư. Nối qua đài mới gọi, reo bẻ điện thoại cũng không nghe. Nghĩ coi đồng hồ nó đi đâu. Chắc là mấy ổng đi kiếm mấy con đó. Chắc không đâu. Nghĩ tới cái nước tệ nhất. Không được, bây giờ là thời đại gì, mình không có thể ngồi nhà mà đợi. Bản chất mình cũng đâu có tệ, đàn ông đi chơi được sao mình lại không chứ. Được, họ đã qua mặt mình thì mình ăn miếng trả miếng. Sushimase. Onamawa. Anatano Onamawa. Anatano Yoka Ayokama. Suzuki. Chắc mấy ông tưởng mình là bọn gái đó. Ờ, dạ đi thôi đi. Chúng tôi là người lương thiện. Còn đứa sao đó, sao bắt cảnh sát bắt tụi mày. Đúng. Nhưng mà nghĩ một cách lạc quan một chút, vậy đủ chứng minh ba đứa mình vẫn còn sức hấp dẫn. Như vậy mình phải nghĩ cách nào để lợi dụng sắc đẹp và tuổi xuân. Nhưng vốn liếng của tụi đã hết rồi. Vậy được mà. Chị em, đêm nay mình nhất định chơi cho hết mình, sáng đêm. Thì không ngờ có cảm giác thực tế quá hả. Phải, tụi mình giống như là đang cứu vớt hết tất cả những người thiếu nữ cô đơn đứng ở bên bờ vực thẳm vậy. Đúng, còn giúp đỡ hết tất cả mọi người đàn bà, giải quyết mọi khó khăn, phiền phức của họ. Sao vậy? Tối nay làm được bao nhiêu vụ? Hơn 10 vụ đó. Nè, đàn ông khi mà có tiền thì lòng tự tin tự nhiên tràn đầy, dù đứng đây cũng cảm thấy là mình hơi đẹp trai đó. Nè, phần làm thêm này có bộ khá nha, vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể giúp được người. Đã nói mấy người đàn bà thì mình phải chơi đồ tâm lý. Thì ra dễ kiếm tiền của đàn bà quá hả? Sẵn đây mà nói nha, tôi thì không hiểu tại sao đàn bà có vấn đề không hỏi chồng của mình mà đi tốn tiền như vậy hả? Cũng may là vợ của tụi mình không có làm như vậy. Nghĩ tới nghi lùi, thế giới con vợ quá đi. Dạ, đi ăn đồ ngon một chút nha. Hả? Nè, vui như vậy hay là chơi đánh bài đi? Không thành vấn đề. Tới nhà tôi đi, tôi kêu vợ của tôi nấu đồ ăn khuya ở nhà. Đi. Nè, kêu luôn thằng Minh Bạch. Không biết nó chết đi đâu rồi. Có chỗ nào cho nó đi chứ, gọi thì nó tới ngay. Tôi van xin các người, xin các người đừng có hành xác tôi nữa có được không? Còn phải đánh tới chừng nào đây hả? Anh đừng có ồn ào quá. Lần đầu tiên đánh bại với đàn bà hay sao? Chưa gì để đội đứng vậy. Cùng lắm tôi đưa hết tiền cho mấy người. Không phải vấn đề tiền bạc, nhưng vì bị qua mặt nên tức quá thôi, muốn anh chơi với bọn này tới sáng. Ây à, mấy người làm ơn cho tôi về đi, được không? Không được. Anh nói là cho đánh bại với tụi này sáng đêm. Đàn ông đi chơi gái được, sao tụi này không đánh bại sáng đêm được? Các người tin tôi đi, ba người họ không có đi chơi gái đâu. Sao anh biết? Tôi đã khuyên họ nhiều rồi, nhưng mà họ không chịu nghe lời của tôi. Cái thằng mất dịch, mặt mày đẹp đẽ như vậy mà kiếm tiền để nuôi bọn điếm. Mất dịch, bọn không sợ dây giấy sao? Cái tụi đàn ông toàn là các bọn đê tiện. Nhưng mà tôi là đàn ông độc thân, đương nhiên nhiều khi có yêu cầu cần thiết, nhưng mà họ thật sự không có đi chơi điếm đâu. Đàn ông mà đương nhiên giúp đàn ông. Khoan đã, tôi có điện thoại. Là ba người họ kêu tôi tới đánh bài. Đánh bài? Nói láo hả? Thiệt đó, bà coi đi. Anh đừng có làm bộ. Khi nãy thấy anh lén lúc lấp ló chạy đi toilet, anh tự mình gọi mình mà. Thì phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Không được đi. Mấy giờ rồi? 3 giờ. Trời sáng rồi hả? Wow, chị không nổi mệt quá. Phải, tôi vẫn chưa có thử qua là thức sáng đêm đó. Tôi phải ngủ bù, có thể ngủ một ngày một đêm. Hai người sao sức khỏe tệ quá vậy? Chỉ thức một đêm đã chịu không nổi rồi. Tôi đâu có giống anh cần già cần gân như vậy. Nè, nói thiệt nha, vợ của anh không phải nói nấu đồ ăn khuya hay sao? Nấu gì mà cả đêm vẫn chưa có nấu xong vậy? Phải hả? Bé bự, đi đâu rồi hả? Bé bự, nấu mì đem ra ăn đi cưng. Phải ha, từ lúc vào nhà cho tới lúc mà anh kêu chị nấu đồ ăn khuya cũng không thấy đâu hết. Không chừng bé bự chạy xuống đường mua đồ ăn đem lên đó ha. Siêng năng quá ha, không lẽ nửa đêm nửa khuya cũng xuống đường. Nè, làm cái gì mà như chạy giặt vậy? Thằng mắc dịch cả đêm hôm qua gọi, bây giờ mới lộ mặt. Ba người đêm hôm qua đi chơi gái ở đâu vậy hả? Nè, nói cái gì mà lung tung vậy? Mấy người mau làm bộ đánh bài đi. Cái gì chứ, chúng tôi đánh bài thiệt mà.
Bây giờ mới lộ mặt tôi thua nhiều lắm rồi đó. Ba cái nhóm như này có ba đi chơi gái không? Có không? Không có. Không có vậy đi đâu? Chúng tôi nó kìa. Anh Minh đánh bài sáng đêm ở đây. Đúng vậy, có phải làm chứng rồi anh Nho? Còn dám làm chứng ngược? Mấy người đã trúng mánh rồi. Phải, đêm qua tôi đã chơi bài sáng đêm, nhưng mà tôi đã chơi bài với ba người đàn bà này đó. Hả? Anh Nho, mau nói cho tôi biết ba cái túi ngựa thai đó đã biến ra mất tiêu rồi. Anh còn hai cái đâu mất rồi? Tới phiên anh, hôm qua Trạm Sang thì lớn tiếng nói là có gì trộm một cái, bây giờ đâu rồi? Mau vô ra đây. Bà xã, ba cái túi ngựa thai đó lúc tôi mua bia được người ta tặng cho thôi. Diện cớ này cũng mới mẻ quá ha. Tưởng chứ tôi ngu hả? Tặng túi ngựa thai cho anh nói à? Phải, hay là nói ngược trở lại, mua túi ngựa thai thì được tặng bia. Là thiệt mà. Suốt đời của tôi đã bị gặp một lần là lấy anh làm chồng, bây giờ là lần thứ hai. Bà xã. Xã cái gì mà xã? Không biết cái gì hết. Bây giờ tôi phải xử anh. Theo tôi vô đây. Anh, theo tôi vô nhà bếp. Còn anh, không có được chọn lựa, vô phòng khách. Đây là bể cổ Trần Giang. Đánh mỏi cả tay. Ôi, bọn đàn ông lại đê tiện như vậy, cùng lắm tốn sức thôi, không đánh không được. Có phần dư cũng không để cho người khác bón. Tôi thật là đánh cho ảnh mặt mày sưng húp lên. Tôi cũng không đem tặng cho người khác. Chửi nó nổ khôn miệng luôn. Thôi mà nước uống đi. Cảm ơn. 25 đồng hả? Mình cầm lấy đi. Nè, khỏi thối, cầm đi. Ê cô à, đã thối tiền rồi. Bộ bia được tặng đồ. Túi là túi ngừa thai. Không phải à, nói cách khác là ba cái túi condom. Mình không dùng hả? Dùng được uống dẫn chứ. No, no, no.